Hey Siri, what's the weather today? Expect some clear skies today. Daytime temperatures will hover around 27 degrees, with overnight lows around 18. Okay, thank you. Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Hoàng Hà Channel. Vừa rồi thì mình có hỏi người trợ lý ảo Siri của mình rằng là thời tiết ngày hôm nay như thế nào. Thì mình đã có câu trả lời rất là rõ ràng là ngày hôm nay là ngày quang mây và nhiệt độ thì cụ thể là bao nhiêu đó. Và có thể thấy rằng những người trợ lý ảo của chúng ta thì là một trong những công cụ hữu hiệu để giúp chúng mình có thể tra cứu cũng như là điều khiển các thiết bị di động thông minh. Vậy có bao giờ các bạn tự hỏi rằng đằng sau những người trợ lý ảo đó là ai không? Hay là những người lồng tiếng cho nhân vật trợ lý ảo là gì? Và họ có cuộc sống như thế nào? Tất cả sẽ được mình bật mí trong video ngày hôm nay nhé! Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trợ lý ảo Siri của nhà Apple trước nhé! Với trợ lý ảo này thì có lẽ sau rất nhiều khoảng thời gian điều tra và nằm vùng thì cuối cùng chúng ta cũng đã biết được rằng nữ diễn viên lồng tiếng Susan Bennett chính là chủ nhân của giọng nói Siri huyền thoại. Vào tháng 7 năm 2005, diễn viên lồng tiếng Susan Bennett được nhận hợp đồng để ghi âm cho công ty IVR Cansoft, hiện có tên là Nuance. Khi đó công gói này chỉ nghĩ rằng lời ghi âm của mình sẽ chỉ là những câu nói thông thường chẳng hạn như là cảm ơn vì đã gọi hay là vui lòng quay số. Tuy nhiên, cô lại phải đọc những câu khá là vô nghĩa và là tập hợp của tất cả các tổ hợp âm trong tiếng Anh, bao gồm cả tên, địa chỉ, đường phố. Susan chia sẻ, tôi đã ghi âm tại nhà 4 giờ trên ngày và 5 ngày trong tuần trong suốt cả tháng 7. Lúc đầu thì việc này khá là thú vị nhưng sau đó thì rất mệt mỏi. Đó cũng chính là lý do vì sao mà giọng Siri khiến cho người nghe đôi khi có cảm thấy phần hơi chảnh. Cho đến 6 năm sau, cô mới nhận ra giọng nói của mình được dùng cho Siri, trợ lý ảo hàng đầu của thương hiệu Apple. Tuy nhiên, do là cô đã ký hợp đồng với Scansoft trước đó và nhận tiền thù lao từ trước, sau rồi Apple mới mua lại những bản thu âm đó từ phía công ty Scansoft. Cho đó diễn viên lồng tiếng này chưa bao giờ nhận được một đồng bản quyền giọng nói hay bất kỳ sự công nhận nào đến từ Apple. Ngoài ra để làm đa dạng cho kho giọng nói của Siri thì Apple còn sử dụng rất nhiều những diễn viên lồng tiếng người bản địa như là sử dụng Anh hay là Anh Úc. Tuy nhiên thì có một mô típ chung cho tất cả những diễn viên lồng tiếng này, đó chính là họ được làm việc qua một bên thứ ba và họ gần như là không biết rằng họ đang làm việc cho ai và ai sẽ là người sử dụng giọng nói của họ. Cho nên giữa họ và Apple không hề có một hợp đồng thỏa thuận nào trước đó. Đây cũng chính là lý do vì sao mà tên tuổi của họ ngày càng được nâng cao. Tuy không nhận được sự công nhận chính thức cũng như là đồng lương trực tiếp đến từ Apple, thế nhưng đây lại là một cơ hội rất tốt để họ có thể đánh bóng được tên tuổi và lan tỏa giọng nói của mình đến với nhiều khách hàng hơn. Thậm chí có nhiều người được phát biểu trên TEDx và phát biểu trên đài truyền hình quốc gia. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau nói về Alexa, một trợ lý ảo vô cùng nổi tiếng. Nếu như mà các bạn thường xuyên sử dụng loa thông minh của nhà Amazon thì chắc chắn là sẽ nghe giọng nói của cô gái này vô cùng quen thuộc đấy. Chính thức ra đời vào năm 2014, tuy nhiên phải đến năm 2018 thì Alexa mới xuất sắc thâm nhập vào các quốc gia phương Tây như Tây Ban Nha. Dù Amazon đã che đậy rất kỹ về bí mật danh tính thật sự của Alexa, tuy nhiên cũng có không ít những đồn đoán, trong đó có một giả thuyết được tiết lộ trong cuốn sách mang tên là Amazon không ràng buộc, khẳng định người chịu trách nhiệm lồng tiếng cho trợ lý thông minh này là nhà phát thanh viên Nina Rose. Mặc dù Nina chưa từng tuyên bố về vấn đề này, có lẽ bởi hợp đồng bảo mật không cho phép cô tiết lộ danh tính, tuy nhiên nhiều phương tiện truyền thông đã bình luận rằng thực sự giọng nói thiên phú của Alexa chưa bao giờ tồn tại cả. Người ta tạo ra giọng nói của trợ lý này bằng các quy tắc như là text-to-speech để chuyển văn bản thành giọng nói được hỗ trợ hoàn toàn bởi trí tuệ nhân tạo AI. Ngoài Alexa thì còn có một giọng nói nữa mà cũng được cho rằng tạo nên nhờ trí tuệ nhân tạo AI, chính là trợ lý ảo Google Assistant. Được ra mắt vào năm 2016 như một phần của ứng dụng nhắn tin Google Allo và đến năm 2017, trợ lý ảo này bắt đầu thống trị ngành điện thoại Android. Một thời gian sau, nó cũng được giới thiệu trên các thiết bị gia đình thông minh khác. Danh tính của giọng nói Google khá là khô cứng và máy móc, do đó nhiều nguồn tin khẳng định đây chính là do hệ thống nhân tạo tạo nên. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng từ nhiều năm về trước, Google đã để mắt đến tiếng nói của diễn viên nổi tiếng Majel Barrett, vì người này đã phụ trách phiên dịch nhiều giọng nói máy tính trong các bộ phim và series của Star Trek. Bên cạnh Google Assistant thì Google còn sở hữu những giọng nói vô cùng huyền thoại khác, đó chính là giọng nói định vị GPS và giọng nói từ Google Dịch. Huyền thoại của mọi huyền thoại, giọng chị Google phiên bản tiếng Anh đó chính là từ nữ diễn viên Nikki Garcia, người đến từ Madrid. Đây cũng chính là người dẫn chương trình thời sự vui nhộn El Mundo hôm nay. Kể từ khi công bố trên tài khoản Twitter của mình, Nikki thường đăng tải những video rất hài hước, trong đó cô chiến đấu bằng chính giọng nói của mình và thậm chí còn tự đưa ra hướng dẫn cho trình duyệt. Đó là chị Google phiên bản tiếng Anh, vậy còn chị Google phiên bản Việt thì các bạn có biết đấy là ai không?
Người lồng tiếng cho Google chính là biên tập viên đài truyền hình cáp SCTV, chị Thi Giang, là một biên tập viên MC xinh đẹp tài năng của SCTV. Ngoài việc lồng tiếng cho công cụ dịch thuật Translate Google và Google Assistant ở Việt Nam, chị còn đảm nhiệm rất nhiều vai trò khác như là dẫn bản tin, làm MC cho chương trình của nhà đài. Với nét giọng đọc đặc trưng, hoàn toàn khác biệt so với người bình thường, giọng đọc của chị Google đã trở thành một điểm chấm phá vô cùng ấn tượng đối với người nghe. Không khó để bắt gặp một đoạn video được lồng ghép bằng giọng chị Google trên TikTok hay là Facebook, đủ để hiểu giọng đọc của chị Google viral đến nhường nào. Điểm nhấn trong âm điệu của chị Google đó là tạo ra sự hài hước cho người nghe, tạo nên thương hiệu độc nhất vô nhị mà không hề trộn lẫn. Do đó, giọng đọc chị Google vẫn luôn được sử dụng rất nhiều cho đến thời điểm hiện tại. Xem xong video ngày hôm nay thì không biết có bạn trẻ nào đang muốn dấn thân vào nghiệp diễn viên lồng tiếng hay là trở thành một voice talent trong tương lai hay không? Hãy comment phía dưới cho chúng mình biết nhé! Biết đâu trong tương lai chúng ta sẽ có thể là đứng hẳn sau một trợ lý ảo thông minh giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày phải không nào? Còn bây giờ thì video cũng đã dài rồi, đừng quên ấn like, subscribe cho Hoàng Ngài Channel, ấn nút chuông thông báo để sớm gặp lại chúng mình trong tương lai nhé! See ya!